Ngày mới Tuấn xin mến chào cô chú anh chị em và các bạn thân mến nha. Thì hôm nay giờ Tuấn đang ở trong cảng cắt lái, có mặt trong cảng cắt lái, mới lấy cái lệnh đi lấy cái được công rồi. Bây giờ Tuấn đang ra cổng, đang đi để ra bấm giờ lấy phiếu E. Đi hành trình hôm nay Tuấn sẽ đi gọi là cắt lái Sài Gòn Bình Phước. Hành trình này chắc xuyên màn đêm đó cả nhà. Nãy giờ lấy công cũng gần tiếng đồng hồ rồi, bây giờ mình phải đi ra đi cân xe nữa. Nói chung là cũng nhiều giai đoạn lắm mới được một chiếc. Bây giờ đây mấy anh em đã kiểm công nè, kiểm coi có cái chỗ nào móp không thì kêu họ bấm giờ vô đó, mình sẽ nối theo đuôi những anh em đây. Thì giờ này cũng gần một giờ rồi cả nhà, một giờ đêm rồi đó, mà anh em đang kiểm tra công đó, soi đèn pin. Bây giờ Tuấn cũng xuống kiểm tra công luôn nha cả nhà. Khung cảnh cắt lái lúc nào cũng kẹt xe hết. Đầu giờ đó anh em kiểm tra siêu rồi, rất là bài bản không cả nhà. Xuyên màn đêm, cuộc sống về đêm của anh em tài xế xe công cảng đó. Thì hành trình hôm nay Tuấn sẽ quay ký sự và những đoạn đường mình đi đến Bình Phước như thế nào ban đêm. Thì ban đêm thì quay chắc khung cảnh không được đẹp lắm cả nhà. Để có gì có những đoạn nào có gì những gì đặc biệt Tuấn sẽ quay cho cả nhà cùng xem nha. Mình đi cân xe nha, cân ở trạm cân Quốc Thịnh. Ở đây cân rất là tiện, mình cân một lần thôi, có cẩu cẩu lên hạ xuống luôn, khỏi phải cân sát. Quốc Thịnh ở ngay gần cắt lái. Nào đơn 360 ngàn. Rồi ok. Sau khi cân xe xong giờ Tuấn bắt đầu hành trình xuất phát ha cả nhà. Thì ghé qua cắt lái thì có mua mấy chỗ bán nước suối nè. Đây bán rất rẻ, có 10 ngàn chai nước suối Bình Hảo, chai lít rưỡi luôn, uống rất là ok nha, tặng ly đá nữa đó. Nói chung là mấy chỗ bán nước suối mà ngay chỗ cắt lái cả nhà, phía tay trái đó, mình đi ra mình tới cái cầu Mỹ Thủy là có mấy người bán nước suối rất là ok, rất là dễ thương, giá cả rất là rẻ, chai nước suối lít rưỡi mà có 10 ngàn bạc ha, tặng ly đá nữa. Bây giờ Tuấn hành trình bắt đầu trên đường đi nha cả nhà. Thì bây giờ khuya rồi, giờ này cũng 1 giờ mấy rồi. Giờ này chắc mọi người chắc cũng đang chìm trong giấc ngủ say nồng rồi ha. Cũng có một số anh em bây giờ đang đi làm. Đặc biệt là anh em tài xế là giờ này là giờ làm việc này của anh em tài xế. Còn công nhân thì hay là lao động phổ thông thì chỉ làm tới 5 giờ chiều là họ nghỉ rồi. Giờ này là giờ làm việc của anh em tài xế, hầu như là anh em tài xế trên mọi miền đất nước và các nước trên thế giới. Rồi bây giờ đây, đường này là tôi cũng đi qua rất nhiều rồi, đây là khu công nghệ cao. Thì cái chỗ này là nó được đặc biệt là anh em đi đỡ tốn tiền vé, nên là anh em ráng chờ tới 10 giờ đêm để đi, chứ tiền vé nặng lắm. Bây giờ tiếp tục những hành trình tới đâu mình quay tiếp cho cả nhà xem nha. Giờ Tuấn đang tới đây là đường ngã tư Miếu Ông Cù nha cả nhà. Bây giờ này cũng 2 giờ đêm rồi. Từ ban đêm thì quay khung cảnh không được rõ lắm mọi người xem. Nên là Tuấn có thể là Tuấn sẽ chạy đến đất Lồng Xoài, Tuấn sẽ ngủ sáng Tuấn mới chạy tiếp cho cả nhà. Mình đêm chạy thì cái giấc 2-3 giờ nó dễ buồn ngủ lắm. Đây, có gì những điều gì mới lạ tôi sẽ quay tiếp cả nhà mình cùng xem nhé. Giờ cũng gần 3:30 rồi cả nhà ơi. Giờ Tuấn hơi buồn ngủ. Giờ tấp tới đây là cũng gần tới Đồng Xoài rồi. Tuấn chắc tạm đi ngủ một xíu cho tính tiếp cả nhà. Ngủ thôi. Giờ sáng rồi cả nhà ơi. Giờ Tuấn cũng tỉnh giấc rồi. Giờ cũng 6 giờ sáng rồi, giờ mình đánh răng xuống miệng chuẩn bị lên đường hết. Đồng Xoài
chào đón mọi người vào một cái ánh mặt trời buổi sáng rất là rạng ngời. Mọi người thấy không? Rất là đẹp cảnh quan mặt trời chiếu vô từ xa. Rất là hài hòa. Còn khoảng 60 cây nữa là tôi sẽ tới nơi rồi. Đây, khung cảnh buổi sáng đây. Sau một đêm ngủ dậy. Một ngày mới lại bắt đầu. Mưu toan tính toán của cuộc sống lại tiếp tục diễn ra. Rồi, những hành trình thật là thú vị. Chè lại, nắng quá. Lâu lắm rồi mới lên lại trên đồng xoài Đắk Nông đó cả nhà. Hôm nay thì tôi kéo một cái cong này nó khá nặng. Nó là 32 tấn mọi người. Nước chảy lên tới 200 lần. Bình thường mình chạy với 180-190 thôi. Nhưng mà xe nặng á, lên dốc nhiều, đường này dốc nhiều. Đường Đắk Nông này thì Bình Phước này dốc nhiều nên đi nó sôi nước. Lên tới 200 luôn. Rồi giờ mình kiếm cái gì mua ăn sáng là lên chỗ đó bãi xe mình ăn luôn cả nhà. Bây giờ xe mình lớn quá, đi đây là không có chỗ đậu. Đậu sợ cản trở giao thông á. Và thường thường Tuấn là hay mua đồ ăn bỏ lên xe rồi đồ ăn hộp á, tức ăn nhanh. Bỏ xe tới nơi mình ăn luôn. Bây giờ mình đi kiếm chợ nào mua cái gì ăn. Mời cả nhà cùng theo chân Tuấn. Thôi, cuối cùng cũng phát hiện ra một chỗ bán đồ ăn sáng ha mọi người. Bây giờ đi mua đồ ăn sáng rồi dính cái đinh này xong cái vỏ luôn phù quá dính cái đinh luôn không đây luôn mệt mỏi luôn mới sáng sớm dính hai cái đinh rồi. Đây có thấy có bán bún thịt nướng bánh mì được rồi, mua cái mình lên đó mình đậu mình tới chỗ luôn chứ xe đậu đây bất tiện quá. Bánh mì luôn. Bánh mì, bún thịt nướng, các kiểu luôn. Cho ổn mì coi. Bánh mì nhìn ngon á. Mì nhìn hấp dẫn quá. Tính đậu ăn mà không có chỗ đậu. Mì này là bánh mì thịt nướng đó. Nướng bì. Có cà phê không cô? Có lông coca cô. Thôi ơi. Cà phê mà cho lông coca. Đây chứ đâu có uống cà phê đâu. Đúng rồi có này. Ở đây là gọi là Bù Đăng. Thì Bù Đăng xã Nghĩa Bình. Đây lên chỗ công ty Thế Vinh cũng còn có 7-8 cây à. Đây có cờ hó đẹp quá. Xả. Dẫn đường là dẫn dưới. Như tiền là lo coca đó hả? Dạ. Vô trong công ty nhiều khi nó không có bán ăn, không có chỗ không bán ăn. Phải mua sẵn đi, chuẩn bị chứ. Chỗ công ty nó bán có 7 giờ mà nó gì nghỉ hết rồi. Giờ Tuấn tới nơi rồi cả nhà ơi. Đây công ty Học Điều nè. Đó. Giờ tới đây mình làm miếng bánh mì nãy mới mua. Làm món mì cái với làm lon Pepsi. Cuộc sống trên xe rất đơn giản cả nhà. Ngủ xong rồi là cứ ban đêm chạy là buồn ngủ đâu ngủ đó rồi, tiếp tục cứ thế hành trình thôi. Rồi tí nữa có gì hấp dẫn Tuấn quay tiếp cả nhà coi nha. Rồi giờ Tuấn mời cả nhà làm miếng bánh mì.
giờ vô đây mà mấy chỗ này ve khó lắm mọi người. Và vướng mấy cái bao bì ve không được. Đây người Ấn Độ, kiểm tra. Chỗ này có khi nào tài xế ve bị đụng cồn chưa? Đó, bị trăm triệu đấy đó. À, 100 triệu luôn hả? Dữ vậy. Tài xế công lương mà mấy chục nhưng mà lâu lâu đụng phát êm á. Máy quay đó. Hả? Đây là máy quay à? Máy quay xe ve rồi. Xuống đây người Ấn Độ bốc hạt điều, bỏ hạt điều nè mọi người. Đây là hạt điều của người Ấn Độ qua nhập qua nước mình đó. Thì nói chung là mình vô công ty mình cũng ngại quay sơ thôi, tại vì người ta nhiều khi người ta làm ăn của người ta mình quay cũng ngại, nên mình quay sơ ở đây là cả nhà đó. Mình quay nhiều quá cũng kỳ, tại vì công ty thường thường người ta làm ăn công việc của người ta mình quay nó ảnh hưởng tới công việc người ta, nên mình không có quay, mình chỉ quay cảnh anh em bốc xếp nói chuyện với nhau thôi để cho mọi người biết thêm thôi nha. Rồi cảm ơn cả nhà. Thì cuộc hành trình đi Đắk Nông thì nó cũng khá là quen thuộc rồi cả nhà. Bây giờ Tuấn đang trên đường xuất phát về, đang về tới đây là Nam Tân Uyên, Bình Dương. Thì đây là hai bên khu công nghiệp rất là đông đúc, công nghiệp đang phát triển mạnh ở đây, tất cả các người dân đổ xô về đây làm việc rất là đông, rất nhiều công ty hai bên khu công nghiệp không đó mọi người. Cuộc sống rất là bộn bề lo toan, người dân từ các tỉnh thành miền Bắc, miền Trung, miền Nam, miền Tây, miền Đông đổ xô về đây rất là đông. Thì bên đường hai bên thì có bán nước đó. Nước được quá trời luôn, người ta đi chiếc xe tải đó, bán nước, bán bánh, bán đồ đủ các loại, trái cây đồ này kia. Nói chung là cuộc sống mưu sinh mà, mỗi người mỗi nghề mỗi nghiệp, mỗi người mỗi công việc đó. Chuối sáp ở đây là hay có ăn kìa, người ta hay làm chuối sáp đó, luộc chuối sáp ngon lắm. Bên này có ông anh này cũng bán bánh mì, có mấy tủ bánh mì để bán cho những anh em, anh chị em, cô chị công nhân đi ra tăng ca rồi ăn á. Trước đây có một xe bán ba cái đồ nội thất xe ô tô nữa. Nói chung là khu nghiệp ở đây rất là rộng lớn, đi chắc đi không nổi cả nhà ơi. Bên này có một công ty vận tải lớn lắm, chắc phải cả 100 chiếc xe tải đầu kéo, mình chưa vô đó, chưa biết, không biết là công ty gì đây. Chạy xe này Tuấn ban ngày nhiều khi vẫn buồn ngủ cả nhà, nãy Tuấn buồn ngủ, Tuấn tấp vô ngủ 10 phút, tỉnh dậy là bây giờ tỉnh táo luôn rồi, nãy đi nó xỉa, nhiều khi ban ngày mình vẫn buồn ngủ cái mình tấp vô ngủ liền. Cũng chừng 10-15 phút vậy là cái là tỉnh liền à. Tỉnh là tỉnh như sáu luôn á. Thì bây giờ mình đang đi tới đây, sắp đây là vòng xoay Kim Hằng nha. Cả nhà anh em có ai biết đây vòng xoay này không? Để trái là đi Yên Hưng, để phải là đi Tân Phước Khánh, đi thẳng là cầu Khánh Vân à. Đây là vòng xoay Kim Hằng. Phải có anh bán bánh mì nữa nè, có bán cá cảnh nữa nè. Đủ loại hết. Chung là một cái thành phố rất là phát triển, khu công nghiệp rất là nhiều. Chung ở đây thì công việc thì không thiếu, không thiếu công việc cho mọi người, nhưng mà mức lương thì không được cao thôi. Thu nhập làm công nhân lao động phổ thông thì không được cao, mức lương tầm khoảng 10 triệu chứ không cao, đủ trang trải cuộc sống thôi chứ không có khá giả gì. Đây chính là vòng xoay Kim Hằng. Hồi xưa Tuấn hay đi vòng xoay này, Tuấn rẽ trái lên hướng này là Tuấn hay đi bỏ vắng ép trên này có mấy cái
công ty Đài Loan rất nhiều, ty của người Đài Loan á. Giờ này xe cũng bắt đầu rất là đông. Giờ mình cuộc hành trình sẽ tiếp theo thì nghe lịch trình là mình sắp tới sẽ đi một chuyến chở Coca-Cola đi miền Tây, nhưng mà không biết là kế hoạch như thế nào thì cứ đi về sắp xếp theo cuộc hành trình mới đi. Đó, trước mọi người thấy cái xe chú sắp không? Chú sắp dẻo ngọt. Thì mình nói chung là kênh này bây giờ Tuấn chủ yếu là làm giải trí là 9, vui là 10, cho mọi người cùng tham khảo. Ví dụ có chú anh chị em muốn quay chủ đề gì cứ bình luận vô để Tuấn biết, Tuấn quay nha cả nhà. Không thì bình thường thì Tuấn cũng quay làm để làm kỷ niệm, lưu làm kỷ niệm, cũng giống như là một cuộc hành trình ký sự đó, mọi người mình lưu làm kỷ niệm. Chứ thật ra thì tiền YouTube tút kiếm cũng không được nhiều đâu. Mấy ông xe nội xe con nhỏ này cứ ép ép vô là dễ dính lắm. Đi thấy người ta né ra xe khủng long né ra cứ ép vô. Bảo sao xui. Thấy khủng long là phải né ra nha mọi người. Đừng đứng gần nó nguy hiểm lắm. Khu này nè, bấm ống thủy lực nè, rồi bán đồ vật tư của các cái ngành công nghiệp rất nhiều. Hai bên đường. Đất ở đây thì thôi rồi luôn, chắc mắc lắm. Mà đặc biệt ở khu Bình Dương này xe đầu kéo rất là nhiều. Khá là nhiều. Rồi một lần nữa Tuấn xin chào và hẹn gặp lại cả nhà thân mến. Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin hãy xin chào cả nhà vào một clip mới nhất nha. Xin chào cả nhà. Tuấn xin kết thúc video tại đây.